Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật,
di đà phật a 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 di đà phật Đà phật A di 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 đà phật Đà phật A di đà phật A di đà phật A di đà phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các cô ngồi xuống nha. Hôm nay là ngày mà các cô mỗi tháng được nghỉ ngày, những đức sắp xếp cho các chú ông các thầy rồi được nấu ăn. Thế các cô một tháng nấu được lần, một là cho các thầy các chú cũng biết nấu ăn, thêm một cái nữa mỗi người chúng ta trong chùa giống như công việc đó của người đó làm, mình mới cảm giác được có cái khó. Tự nhiên biết trân quý và biết ơn nhau. Nên mỗi lần các cô được nghỉ, chúng ta có được buổi học tập, nó cũng có ý nghĩa. Một là khắp nơi nơi người ta cũng được coi, những người trẻ người ta có phương hướng, người ta cũng nhìn thấy cái đội ngũ của mình còn trẻ, sống có ý nghĩa, làm những việc có ý nghĩa, tự nhiên cái người ta thích, người ta có phương hướng để người ta đến người ta tu. Nên nội bộ mình càng ngày càng đông, nên những người trẻ này là những người có thể lo cho các cụ già. Ở đây là hai bên chùa, bên Đại Tùng Lâm và bên đây.
các cô chắc cũng hơn 100 người. Nhân đức ở đây lo cho rất nhiều người già. Hòa thượng thì xây chùa, chúng ta rất biết ơn hòa thượng, ngài xây chùa chiền. Còn Nhân đức có duyên nuôi người già, nuôi chúng, nên đã nuôi người già mà đa phần là người nữ, các cụ già, thì chắc chắn rằng là phải nhờ các cô trẻ, những người trẻ tuổi. Khi các cụ lớn tuổi già yếu thì nhờ những người trẻ tuổi này chăm lo. Các cô nào là ban bệ nấu ăn, rồi ban bệ dọn đồ ăn ra, rồi ban lặt rau, rồi ban nấu cơm, ban rửa nhà vệ sinh. Nghĩa là từng ban, với số lượng người hơn 100 người này, hai bên chùa họ phục vụ đại chúng, những người trẻ này. Đây là cái niềm vui của mình rất là lớn, khi có thân người gặp được Phật Pháp, và chúng ta được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, được làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên hôm nay chúng ta học tập niềm vui lớn nhất của đời người là sống có ý nghĩa. Người mà có tư tưởng thì thấy mình sống mà có ý nghĩa là niềm vui lớn nhất, đúng không? Còn người mà thiếu tư tưởng thì thấy rằng là sống mà cực quá, có gì đâu ý nghĩa, đi chơi đâu có ý nghĩa. Ví dụ như có những người có chí hướng thì đặc biệt lắm, chí hướng thì rất là đặc biệt. Nhưng người ta thiếu chí hướng thì tự nhiên nó cục bộ, góc độ cục bộ liền. Nên á, mỗi người mình được vô ngôi nhà Tam Bảo, mình cần được bổ túc. Cái nhắc nhở mình đó là nó đang nuôi cái huệ mạng cho mình, đang nuôi cái huệ mạng cho mình phát triển lên. Ví dụ như người mình mới vô chùa, cái tâm mình mà để mà quyết chí cho ngôi Tam Bảo có khi chưa đâu, nhưng mà nó cần có thời gian để nuôi huệ mạng, nuôi cái tâm đó. Thì lâu ngày từ từ con người mình mới nhìn ra con đường của mình đi nó ý nghĩa quá. Và đi trên con đường này rồi người ta lại có niềm vui nữa. Ở khi những công đoạn này mình học tập xong, các cô được coi lại, nội bộ mình được coi lại thấy ồ đúng, rõ ràng ý nghĩa. Cũng em mình, cũng chị mình, cũng bạn mình, cùng tuổi như mình, họ có gia đình, lâu lâu họ vô thăm mình, thấy tay bồng tay bế, thấy khổ quá. Còn mình lại được có những thời gian thấy vui. Mà khi quay phim lên thấy người nào còn nấy sáng sủa. Không, mà cái chúng của mình nó quay phim ai cũng thích. Tại vì những đức nhìn thấy cũng rõ ràng, cái sắc diện của mình rất là hồng hào, rất là tốt. Mình thấy đi người thân mình mà đi vô chùa, mình thấy quý vị thấy rõ ràng không? Có những người họ xanh xao vàng giọt. Tại vì sao? Vì họ lo quá. Mình ở đây thì mình làm những việc ý nghĩa, có người đứng đầu vị trí sắp xếp, mọi mặt sắp xếp hết trơn. Nên mình thấy mình yên tâm, mình sống. Cuộc đời của người hạnh phúc nhất là mình được an tâm. An tâm là hạnh phúc nhất. Nha. Nên mỗi tháng chị em được ngồi bên nhau được. Hoặc là những đức chia sẻ Phật Pháp cho đại chúng nữa lúc này. Nên đại chúng bây giờ cũng được lên phim ảnh lai rai. Đúng không? Những người mà họ từng sống với mình ở đây, mà có một hai người mà họ đi, những đức nghĩ họ sẽ coi chương trình này đó. Coi không? Em coi đâu. Coi họ nhìn thấy các cô trong lòng họ ở một phương trời nào đó, họ cũng cảm thấy họ buồn. Cảm thấy cái quyết định của mình có khi nó giống như sai một ly đi ngàn dặm. Chị em ta được ngồi chung với nhau, có khi ngồi họp, ngồi ăn miếng bánh, uống miếng nước thấy vui vô cùng. Còn mình bây giờ sáng mở mắt ra là mình phải lo tùm lum chuyện, bận tâm lo âu đủ chuyện. Nên mỗi người chúng ta nên trân quý cái nhân duyên này nè.
phải trân quý mới được nghe. Có một cái chú, ông khổ hơn cái gì nữa, rất là khổ luôn mà ông còn bị cận thị nữa. Bữa đó nhìn Đức nói á, mà từ ở Cà Mau mà ông đi bộ lên đây 7 ngày, cầm mì gói theo ăn, khổ te tua luôn, nhìn thấy sơ xác hết. Tại đi 7 ngày mà tóc tai bùm xùm, mặt mày đen thui, nhìn như con ruồi. Khi lên chùa nhận chú, mà đò, nhận Đức nói thật, thầy Nhân An cũng nói câu nè, ồ chỉ có thầy Đức mà nhận chú thôi, chứ ai mà nhìn thấy chú mà nhận nổi, nhìn thấy ghê quá. Tự nhiên mình nhận, nhận xong mình cho qua bên bảo tháp, qua bảo tháp sắp xếp đâu vào đó chứ cũng xúc động lắm. Nhưng mà mới hồi sáng này đòi đi về, thấy không, mình không có phước á. Mình ở cái nơi được người ta lo, mình cũng không ở được nữa, mình không có phước. Nên đại lão Tự Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày nói gì nè, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Bạn thiếu phước, bạn muốn ở cái nơi cho người ta lo cũng không được. 100% luôn á, không giảng đâu. Khổ te tua đầu đường xó chợ. Như vậy mà để cho người ta lo mà được niệm Phật, được sống bình an, không ở được, thấy chưa? Mà khổ lắm, cận thị nữa, đen thui luôn, tóc tai bùm xùm lên, tuốt lại coi được được một chút, bắt đầu là giọt liền. Rồi qua bên đây, những Đức phải cho tiền xe trở về. Rồi xong những ăn nói một câu rằng, từ hôm nay chú đừng có lên làm phiền gì nữa, chịu khó đi như vậy mà lên đây bây giờ đi về vậy, mà còn làm phiền quý thầy sắp xếp. Rồi bây giờ thầy phải cho tiền xe đi về, cho 1 triệu về xe. Thấy không? Không được cái gì mà chú còn làm như vậy nữa. Đó, đã hết phước rồi, còn xài thêm phước, rồi đoạn luôn, từ hôm nay không có cơ hội luôn. Thấy không? Khi con người mình không có phước thì cái góc độ của người mình nó rất là kém luôn. Góc độ mình nó kém dữ lắm. Và khi mình có phước thì góc độ mình nhìn rất là sâu sắc. Rất là sâu sắc. Nên nhìn các cô mình ở trong đây, cái đầu cạo chùi lũi, trang điểm gì đâu, mà hàng Phật tử coi thế coi, phim ảnh nhìn các cô mình coi, sáng sủa, vui vẻ, hoan hỷ, cái mặt cứ cười 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 cười. Đố mà cái này giả được, ai mà giả được, sao mà giả vui được. Trong lòng mình mà đã buồn rồi, nó hiện ra gương mặt chứ sao giả vui. Vui mà sao giả, hiểu chưa? Ví dụ như người ta đóng phim ảnh, người ta còn có khả năng biểu diễn đặc sắc. Còn mình thì không có khả năng giả vui đâu. Có người vui mà giả buồn cũng được nữa. Còn người buồn mà giả vui cũng đố mà được luôn, hiểu chưa? Có người phải thật sự từ tâm nó vui, nên tự nhiên người nhìn mình nó mím mím vui. Nên họ vui, họ không có cười. Mà khi mà năng lượng mà đầy thì cười nó lớn. Mà khi mà năng lượng mà nó yếu yếu thì cười nó dì dừa. Giống như cái đèn mà đủ dầu á thì đèn nó sáng, mà đèn mà thiếu dầu thì đèn nó lu mà nó giật. Khi mà sắp sửa tắt là đèn, hồi xưa mình đèn dầu nhớ không, giật 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 đúng không, là sửa tắt. Nên con người mà khi phước nó tăng lên á, những người mà nó an vui lắm, mình bình yên lắm, mình nằm trong phòng mình ngủ mình cũng thấy sao mà nó hạnh phúc quá, nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi con người mà hết phước á, là mình ở đâu mình cũng cảm thấy mình bị bất an, ở đâu cũng cảm thấy bất an. Nó thiếu phước rồi nó sẽ bất an liền. Mà khi con người mà thiếu phước rồi, nào là nó ganh tị, nó đố kỵ, nó không vừa lòng, không vừa ý. Người ta mua đồ cho mình cũng không vừa bụng, người ta cho mình ăn cũng không vừa bụng, người ta sắp xếp cái gì mình cũng không vừa bụng. Mà hỏi tại sao không vừa bụng, cũng không biết sao mà không vừa bụng. Khi mà con người thiếu phước là đầu óc này nó lu mờ. Mà khi nó lu mờ rồi là nó nhiều cái không vừa bụng. Mà khi cái con người mình mà khi cái nó đầy đủ năng lượng, mình sẽ vừa bụng với cái cuộc đời. Tại vì sao? Vì cái phước duyên của mình mà.
Cái nhân mình gieo, cái quả mình chịu. Mình gieo phước gì thì mình hưởng phước nấy, mình gieo quả gì mình lãnh quả nấy. Nên tự nhiên mình vừa bụng, hiểu chưa? Thì thấy gì sao mà những đức á, càng ngày càng cười giòn giả. Ngày xưa thôi những đức đâu có cười giòn giả vậy đâu. Ví dụ như những đức chỉ càng muốn cười thôi. Thấy không? Nó giòn giả mà thật sự nó phát từ tâm chứ không phải là nó gượng gạo. Thấy không? Ví dụ như mình mà dù mình cười mà nó không phát từ tâm đi. Làm ngộ lắm. Nó cười. Mày gặp hô nữa. Đúng không? Ví dụ như những đức mà để râu ria đồ, râu bó hàm đồ, với hai bên đây râu cá chốt. Ví dụ như nếu mà mình để râu cá chốt đi, ở dưới đây gạch thêm cái râu nhỏ xíu nữa đi, thì là cái gì? Là giống như Bảo Chung mà đi khám đi khám điền thổ á. Còn ví dụ như râu bó hàm rồi nhìn tướng quân đúng không? Tự nhiên nó làm cho mình giống như mỗi một vai trò nó có cái niềm vui, có nụ cười khác. Mà cái năng lượng nó phải đầy đủ, nó mới diễn được, hiểu chưa? Tại vì sao trong tâm mình sao nó an lạc, nó vui gì sao? Vì mình thường nghĩ thiện, vừa nghĩ điều tốt. Cái tâm mà nghĩ thiện pháp á, là con người nó sẽ vui. Mà con người khi vui nhiều rồi là mình làm cái gì mình cũng thành công chứ. Tại vì sao? Người ta nhìn mình là người ta thấy thích rồi. Con người mình vui là người ta nhìn mình ta thích liền à. Ví dụ như mình vui đi, có mắt mình có hí là cũng dễ thương đấy. Mở ra cũng dễ thương đấy. Mà lé cũng dễ thương đấy. Tại vì sao? Vì nó đã vui rồi là tự nhiên nó có rất nhiều cái mà tự nhiên ta nhìn thấy ta thương. Giống như cô Phật tử của nó là thầy làm hài dễ thương quá. Thấy không? Tại vì nó đủ năng lượng. Còn nếu như tâm trạng mình mà không vui, cái sự diễn đạt mình nó cũng khô cứng nữa. Sự diễn đạt mình khô cứng lắm. Nó không có gọi là diễn đạt ước ác đâu. Các vị thấy như hồi sáng Đức nói chuyện 1 tiếng 45 phút. Phật tử ai người ta cũng hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ luôn. Người ta vui đừng có nói mà vui đến mức mà hồng mặt luôn. Mặt nó hồng lên luôn. Các vị để ý nghe, khi mình vui mặt mình hồng lắm. Khi mình vui là máu mình nó bơm lên não mình đều lắm. Vui á. Cái niềm vui mình mà khi vui rồi là máu mà nó bơm lên não, nó bơm đều cơ thể. Và tế bào mà được nuôi dưỡng rất là tốt luôn. Nhớ nè, niềm vui là cách để nuôi dưỡng tế bào tốt nhất. Và con người sẽ chuyển sắc tướng của mình càng ngày càng đẹp. Nên mới nói là lòng lành chuyển tướng thay tên. Mình lành là mình không có giận hờn ai để trong tâm. Mình không có buồn trách ai để trong tâm. Mà cái người mà mình vui vẻ nghe mình nói mụn nó cũng mau lặng nữa. Rồi mình nổi một lẹo cũng mau hết nữa. Có lần những đứa bị nổi một lẹo đi ngoài đường thấy hai con chó về tự nhiên nổi một lẹo. Bây giờ mình đang chạy xe ngoài đường tự nhiên bất chợt mình nhìn qua mình thấy hai con chó đang hung nhau. Tự nhiên về tự nhiên nói một lẹo. Nói một lẹo. Rồi xong mình nói một lẹo ơi, nổi chứ đừng có u lên bự quá. Tại vì mình thường giảng pháp á, ta nhìn thấy cái mục nó to ngay mắt nó kỳ lắm. Có nổi ai á, thì bự thì kệ, tại người ta không có quay phim. Còn những đức thì quay phim thường xuyên trước công chúng. Có nổi thì nổi, nhưng mà nổi nhỏ nhỏ thôi. Xong cái một lẹo nói dạ. Nó nổi chút xíu à. Xíu à. Vài ngày sau lặn. Vài ngày sau lặn xong nó nói thôi nổi thêm chút nữa đi. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là khi con người mình mà có niềm vui, có sự an lạc, đó là bệnh tình tự nó hết. Nên á,
cái nuôi dưỡng đại chúng quan trọng nhất là nuôi huệ mạng, giúp cho người ta bình an. Nhưng Đức nói thật lòng nha, tất cả một người nữ nào trên cái thế giới này, điều mà người nữ mong muốn nhất là họ được bình an. Còn người nam á, họ còn có một cái tính là phải sống động sao đó, phải làm chuyện bành trướng gì ghê gớm. Nên nhiều người phụ nữ khi thấy chồng người ta làm những cái việc mà lớn lao quá, người ta ở nhà người ta cũng lo. Ta lo là không biết là chồng người ta được bình yên hay không. Nên người phụ nữ họ biết an phận, có nghĩa là họ chỉ mong làm sao họ sống những ngày tháng được cơm ăn áo bận, cuộc sống bình yên, bình an, đó là hạnh phúc nhất. Đúng không? Tại sao mà các cô vô đây, các cô tu mà sắc diện các cô càng ngày càng tốt? Tại vì sao? Vì các cô hưởng được cái bình an, hưởng được cái hạt giống bình an là nó đang giúp cho bản thân mình rất là đặc biệt. Mà cái tâm bình an là thiện pháp lớn nhất. Phải nhớ kỹ nghe, trong cuộc đời có người hạnh phúc lớn nhất là chính bản thân chúng ta tiếp nhận được thiện pháp, và chính bản thân chúng ta hưởng được cái niềm vui an lạc trong cuộc đời. Thì tự nhiên sắc diện mình càng ngày nó càng tốt, nó càng ngày nó càng sáng. Nhớ nghe, cái sắc diện mình sáng người ta gặp người ta cũng thích cúng dường. Rõ ràng luôn, hồi trước nè, có một sư cô 75 tuổi ở bên Canada về, đi thêm hai sư cô nữa đến gặp Nhân Đức. Xong thầy Nhân ăn dẫn lên. Nhân Đức lúc đó là mới nghỉ thức dậy nghe. Xong rồi Nhân Đức thấy rằng là mình mới ngủ thức dậy thì sợ mặt mình nó khờ ra tiếp nó kỳ. Xong Nhân Đức mới lỡ ngay cái mặt kiến. Đức đứng như làm vậy nè. Mình làm cho mắt mình nó đừng có bị bụp á. Mình ngủ thức dậy thì mắt mình nó bụp ha, mình lỡ ngay mặt kiến. Làm lia làm lịa cái tự nhiên mình nhìn mình còn mắc cười. Cái tự nhiên mình nhìn mình mà mình còn mắc cười, mình thấy mình sao nó kỳ cục. Giống như thằng khùng thằng gì nó kỳ cục. À, mình nhìn mình thấy mình giống thằng khùng rồi mình mắc cười mình luôn vậy đó. Rồi tự nhiên cái mình làm. Cái tự nhiên mình đâu ngủ quá trời. Nhìn ngủ quá. Mấy cái tự nhiên nhìn mặt mình hồng lên liền. Ngủ ghê á, nó hồng cái mặt lên liền nha. À, bắt đầu thay đồ rồi này kia ra tiếp sư cô. Bước ra sư cô mới nhìn cái mới nói: "Công nhận sắc diện thầy sáng thiệt nha." Đúng không? Rõ ràng là 100% luôn. Sư cô nói công nhận sắc diện thầy, công nhận sáng thiệt. Được đó, thầy tu cái tâm thầy an lạc nên mặt mới sáng. Được rồi, xin cúng dường cho thầy. Đó. Người ta gỡ cúng chút đỉnh này mà thấy thầy tự nhiên con muốn cúng thêm. Thấy chưa? Nên trước nhất là cái ngoại hình bên ngoài, người ta nhìn mình sạch sẽ sáng sủa là thấy mình tu tốt. Cái ngoại hình bên ngoài quan trọng. Còn người ta vừa nhìn cái ngoại hình bên ngoài của mình sần sù, bèo nhèo, mặt nhăn nhó, tính tình câu có, nói chuyện thì quên đó quên đây, thì từ nơi đó mà người ta nhìn mình là ta biết là mình tu không có được kết quả. Thí dụ như lúc trước mà Liên Nhẫn á, còn ốm mẹ lên cứ là ngồi nói này nói kia, mày gắng lên công phu Liên Nhẫn ơi, bây giờ mày cố gắng tu đi đâu. Mà từ khi mà Liên Nhẫn mà lên 75kg là bà không bao giờ nói tiếng đó luôn. Vì sao? Vì bà có sáu mấy ký sao dám nói 75kg. À. Họ thấy mình tu sáng sủa họ không có dám nói mình. Mà cái người mà tu mập mạp vui vẻ sáng sủa tự nhiên người ta không có dám nói với vị là tinh tấn lên đi, người ta không dám nói mình vậy. Mà thấy mình sần sù ốm nhom nhách là người ta nói cố gắng lên nghe. Nhìn thấy xuống sắc lắm rồi đó, có khi sống nay chết mai. Thấy không? Nên mình mà đi tu mà mình vui vẻ sáng sủa mập mạp là gia đình cha mẹ mình yên tâm, vô thấy mình là yên tâm liền. À, giống bữa nay những đứa chuyển cảnh Liên Tuệ qua công việc này nè. Liên Tuệ bữa nay rõ ràng luôn không? Hình như là nó họ vào một công việc được. Và tự nhiên cô Liên Trang bây giờ nó thành thục một công việc của cô luôn. Là tự nhiên nó rất là đặc biệt. Nó vậy là cái khâu nào là nó nằm vào cái khâu đó chỉ có một, đừng có hai.
Khâu nào chỉ có một, vô khâu liên nhẫn là một người trưởng, là những người kia phải làm theo. Khâu liên diệu là trưởng, là mấy người kia làm theo. Khâu cô Bạch là bên về máy móc, tiền bạc là cô Bạch là chiên trưởng. Cô Đạo là bên đó, lặt rau là chiên trưởng, là phải theo. Còn cô Nguyệt là trưởng, trưởng gạo là người kia phải theo. Còn cô Thanh bên kia là coi bếp nút trưởng bếp, là cứ những người kia phải theo. Nghĩa là cô Hải bên chăn màn là những người kia phải theo nghiêm túc đàng hoàng. Có nghĩa là mỗi một cái ban trưởng là người ta phải theo nghiêm túc đàng hoàng. Mà mình mà mập mạp vui vẻ an lạc, tự nhiên người ta theo mình ta cũng thích. Thí dụ như bây giờ mấy cô tu sáng sủa mập mạp mà những đức thì vui la, cố gắng vui la. Mấy cô dưới nói nhìn thấy ghê mà vui, mạng lo chưa xong mà vui, nhìn gì đâu ghê muốn chết. Vui cơ thì cơ kỳ cục ý. Cái người mà kia hết phước hết duyên nghe quý vị thấy cái người mà người ta giàu sang đi, cái tiếng cười người ta giòn giả lắm nghe quý vị. Người sang trọng mà là làm việc chính quyền đồ lớn á, người ta cười giòn giả lắm. Người ta ngồi nhậu nhẹt ăn uống gì người ta cười mà tuốt ba bốn cái nhà kia còn nghe. Cười sang trọng á, biết không? Thí dụ như cái người mà ví dụ như nghèo hèn, nghèo nàn đồ khổ đồ, đâu có dám cười gì đâu. Hoặc là làm gì cười chứ làm gì, cười ngộ rồi, không dám cười lớn. Cười mà nghe sợ lắm. Cái người mà ta khổ mà cười mình nghe cũng sợ nữa. Thấy không? Nên từ nơi đó mà khi con người mình mà có năng lượng đầy đủ nghe, con người mình nó nhạy lắm. Nó thật sự trong cái khoảng thời gian lâu nay những đức chia sẻ Phật pháp, đa phần là những đức tán thán niềm vui. Suy nghĩ kỹ rồi, mình vui mình mới tu được mấy cô à. Chứ mình buồn không có tu được đâu. Nhớ nè, niềm vui là một cái nguồn gốc để tất cả niềm vui trong cái cõi đời này nó quy tụ về chính mình. Nỗi buồn là nguồn gốc để cho tất cả sự khổ đau quy về mình. Nhớ nghe, hai câu này cực kỳ quan trọng luôn đó. Nên chúng ta là người tu hành nghe hiểu rồi thì nên phát niềm vui để tất cả niềm vui quy tụ về mình, để bản thân mình trở thành một người thật sự vui và an lạc. Mình để ý thì khi mà mình vui rồi nghe, bao nhiêu cái hình ảnh trước mặt mình nó đẹp hết chứ. Mình đều tha thứ được hết, tha thứ được hết. Lợi xin tiền mình à nè, lợi xin đồ ăn à được. À, coi con muốn coi đoạn phim này à được, à, con muốn đi chơi một chút à được luôn. Nhưng mà khi quý vị bực mình lên một cái là xin cho con tiền đi chỗ khác, chỗ khác liền nghe. Con muốn coi đoạn phim đó. Có khi bực bội quá không muốn nói luôn. Thấy không? Vui là cái gì cũng được. Mấy cô bây giờ ban bệ chính, mấy cô thấy rõ ràng không? Khi mấy cô vui là các em nó cũng thích gần gũi mình. Cái gì cũng được mà khi mình bực mình rồi, mình á người ta chạy mất dép. Nhưng khi mà thí dụ như mình đi đến, mình gặp người đó, ví dụ như những đứa bước qua nhà ăn hay là bước vào khu các cô, hay bước lên chánh điện đi, mà như bước lên hầm hầm á, mấy cô vừa bước đến tính chào phải không, bước đến cái nhìn cái từ trường nó tỏa ra liền lợ. Đúng là lời xin này kia đó mà lợ. Dạ con chào thầy, mình đang sang si á. Là biết rồi đúng không?
Mà cái người mà thiếu phước họ sẽ không nhìn ra đâu. Họ lúc đó họ còn đến họ xin này kia nữa, nên họ bị la. Có người mà đủ phước, người ta vừa cảm nhận, người ta nhìn thôi là cái sự mà nhận thức người ta biết liền, con người này đang bực bội khó chịu cái gì nè, chánh liền. Lửa cháy mà ai mà dạy nhào vô, đúng không? Thì tự ngọn lửa tâm của người ta nó tắt đi, vì nó không có cái nhăn để sanh ra lửa tiếp tục đó. Nên là tại sao chúng ta sống không sống những ngày tháng vui vẻ, mà chúng ta đi ôm ấp nhiều nỗi sầu trong cõi lòng mình. Buồn khổ có giải quyết được gì? Chỉ cho chúng ta những sự đau khổ mà thôi. Niềm vui sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề, vì niềm vui là liều thuốc để trị buồn, mà buồn là liều thuốc để trị vui. Nên phim ảnh của đại chúng mình tuyệt lắm. Vì sao biết không? Tại vì các cô cùng với nhận đức và đại chúng cùng với nhận đức đó là gì? Cái tần số gọi là tần số FM. Dễ câu thông. Mấy cô là FM, còn mấy thầy là F anh. Chưa? Ví dụ như bây giờ bên đây là FM, bên đây là FM đi, những đức chỉ cần FM. Nó tự nhiên nó cùng tần số cười liền, thấy không? Còn đi về bên kia thì gặp mấy thầy mấy chú thì FM là họ cười. Nó nên từ nơi đó mà cái tần số nó kết hợp được với nhau. Tại vì mỗi ngày được rèn luyện niềm vui nhiều quá nên ai cũng vui. Thí dụ như các cô ở đây đi gia đình mà coi tới, ai cũng hoan hỷ, cha mẹ hoan hỷ. Cha mẹ yên tâm, anh em, anh chị em yên tâm, bạn bè yên tâm. Và tất cả những người coi công đoạn này tự nhiên thấy, ô mình cũng muốn được như vậy. Ai mà không muốn được gì, đúng không? Nên từ nơi đó mà quay hình ảnh này tuyệt vời. Vừa nêu lên tư tưởng sống ý nghĩa, sống có ý nghĩa, sống có những cái lối sống mà cuộc đời mình nó không phí phạm. Bây giờ tất cả các cô ngày nào cũng tu phước tu duyên, nhưng ngày nay chủ nhật bao nhiêu người ta về người ta tu, các cô làm bao nhiêu chuyện đấy chứ đó. Rồi khi mình thèm ăn cái gì mình có ăn, không có phải nặng nề lo âu gì chứ. Chị em được ngồi bên nhau, dù là hộp đậu phộng cũng thấy vui à. Tất cả người trong chùa mình trong đây, ngồi trong đây nè quý vị, nữ đông gì nghe, không có một sự trở ngại gì nhau, không có ai giận ai chứ, giải tỏa hết cõi lòng luôn. Như đứa ngồi đây, như đứa nhìn xuống, như đứa thấy rõ ràng là tất cả các cô mình, nó không có sự trở ngại gì nhau chứ. Không có ai mà nghịch với ai, không có ai mà ghét ai trong đấy chứ. Chỉ có cái là người này với người này hợp nhau nói chuyện nhiều, người kia với người kia là không được hợp nhau gì nói chuyện nhiều, nên không cần nói. Chứ thật sự không có ghét nhau gì chứ. Đặc biệt ghê không? Quá đặc biệt luôn. Ở nhà con mình có hai đứa gái thôi mà nó dám ghét nhau, nó dám hận nhau, nó dám nhìn nhau nửa con mắt. Không mà đừng có nên nhìn nửa con mắt. Hồi trưa những đứa có chia sẻ công đoạn, ý hồi hôm qua lớp đạo làm con, cứ đứa bé nó nhìn mẹ nó, nó nhìn gì nè, nó nhìn nhiều lần lắm quý vị. Tự nhiên dính luôn quý vị. Tự nhiên nó nhìn qua gì dính luôn, dính luôn quý vị. Rồi tự nhiên con mắt nó bị nghiêng bên luôn. Ghê không? Vì nó nuôi thành một cái tần số ác quá, dám nghinh mẹ nó, nghinh cha, dám có tâm ác ý với cái người trên. Cuối cùng mắt dính qua bên luôn. Mẹ nó dặn đến gặp những đứa hỏi, thầy ơi, con làm thì làm gì chứ, con vẫn thương tội nghiệp nó quá, bây giờ thầy chỉ cách nào để con mắt nó trở lại. Những đứa nói sao khó quá. Bây giờ cố gắng niệm Phật thôi. Rồi kêu nó cố gắng con mắt á. Bây giờ nó nhìn gì không? Nó có quay tới quay lui được không? Nó dạ nó cũng còn quay được, mà con mắt nó thường xuyên cứ gì. Thì những đứa nói là cố gắng kêu nó niệm Phật. Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. So mắt nó lại. Rồi cố gắng. Ai vậy đâu vậy? Ai vậy đâu vậy? Ai vậy đâu vậy? Ai vậy đâu vậy?
để điều chỉnh cái hệ thần kinh lại, nó dịu lại, biết không? Mà phải dùng câu Phật hiệu cho nó nhẹ nhàng. Dịu qua dịu lại, quay tới quay luôn, mắt như như bánh xe vậy. Giống như dịu tính đó, sao nhìn Đức dậy thấy chưa? Bây hổm nó không chịu cười, tự nhiên nó mắc duyên luôn. Nhìn Đức kêu con cười, nó cười luôn. Hồi chiều này Đức kêu nó cười thử, cái cười có duyên liền, duyên bữa nay có liền, và miệng bữa nay đỡ nghiêng bên. Hay ghê chưa? Đó, giống như cái bà mà bị miệng méo á, cái bà mà bị miệng méo, sáng nào nhìn Đức cũng qua chọc bà cười á, nhìn Đức kêu cái miệng mới làm nè. Ai vừa con vừa con vừa vừa con vừa. Hồi đó đầu tiên nó méo gì nó cứ ngắt à. Ai rồi thầy, con miệng con méo gì sao ngay được rồi. Đi hỏi thầy á. Gì giờ có sao không thầy? Tôi nói sao đâu, cái gì đâu được. Ôi mình giả sao mình dính luôn, trời kỳ cục ghê. Ô mà ngộ ghê. Cái miệng mấy này. Như thứ nói chắc bà xưa bà do bà tạo nghiệp đó, gì đâu có tạo nghiệp gì đâu, có tự nghiệp gì đâu, ăn chay niệm Phật bằng nghiệp đâu mà có làm sao. Nhà Đức nói những đời trước bà tạo nghiệp chắc cũng chữ chồng chữ con này kia dữ lắm, đời này đâu có thử đâu có tự kỳ cục. Nhà Đức nói bà phải vui vẻ bà trả, cái tâm bà phải vui vẻ bà trả, chứ bà đừng có mà bực bội khó chịu. Dạ con vui vẻ con trả rồi thôi. Mỗi lần ăn cơm chứ bỏ cơm đớt cơm chứ này này nha. À, thì cố gắng chịu khó, thời gian nó trở lại bình thường. À, dạ con nghe rồi, em cố gắng. Nghĩ đi, mà cái miệng gì mà đút cơm ăn khó lắm mấy vị. Tại này mỗi lần mới đút cơm nó khó ghê luôn. À, cái muỗng nó chẹo chưa. Nhìn Đức kêu bà hả miệng coi. Dạ. Khó lắm thầy ơi. Thấy không? Mà như vậy mà nhìn Đức dậy ba mỗi buổi sáng, nhìn Đức qua nhìn Đức làm nè. Bà làm theo này nghe. Bà làm đi, cố gắng. Tháng sau mắt cái miệng trở lại bình thường luôn. Miệng trở lại bình thường rồi, cụ mé miệng trở lại bình thường rồi. Phải không? Nên khi mà mình bị bệnh chỗ nào mình cứ gì nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chỗ nào bệnh, chỗ nào ung thư là mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có cái chú kia ông bị nhức cái mông. Ông nói vậy là con niệm Phật con so mông có được. Được. Giống như cái mông mình nó có quan gia nằm chỗ đó đó, nó chích cái mông. Giờ nhức cái mông quá thì mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À. Đại lão qua thượng tình không ngày bị ngứa. Vậy mà ngài nói rằng là ngài niệm Phật ngài so nó hết ngứa. Thấy không? Nên có vật hiệu hay dữ lắm á, chứ không vậy đâu. Nhưng mà đặc biệt là phải phát cái niềm vui, phát cái tâm cảm ơn và vui vẻ cho anh nợ, rồi niệm Phật là tức khắc cái gì nó cũng vượt qua cho. Hay dữ lắm luôn á, rất là hay luôn đó. Đó nên mấy cô thấy không, như Đức diễn đó không? Không mà ai biết được cuộc đời của người mình, trong chúng ta ngồi đây không biết được, chúng ta có khi một ngày nào con người nó muốn nghiệp đến thì nó đến à, hiểu không? Có ngày tao tự nhiên mắt mình tự nhiên cái chào cơ, giống như chào con Liên Nguyệt ở đây mà nhớ Đức chào cơ. À, con nấu cơm hả? Ôi trời, hôm nay sao không? Trời, cô nhìn nó lóc nhà trên trời. Không có những người ta lé ngộ lắm, người ta nói chuyện với mình đây mình tên là à, chào cơ cho tôi hỏi số nhà. Trời ơi, nhà vô kỹ chào, nghe không? Cái nghiệp gì, nhưng mà niệm Phật là nó chuyển được nha, nó chuyển được đó. Đó, nên mỗi một con người mình dùng câu Phật hiệu này, nên tất cả các cô nghe, làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, cố gắng đem máy niệm Phật, bật điệu niệm Phật. Lúc nào rảnh rảnh ngồi xuống cái là A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Các cô cứ niệm đi, tâm mấy cô dịu hết hoàn toàn luôn. Và nó rất là bình an cho cô, nó trả lại sự bình an cho các cô liền. Trả lại sự bình an liền 100% luôn. Có khi mình đứng đâu thì mình niệm Phật đi. Tại vì cái nghi khi mình vui gọi là cái cảnh hoàn toàn nó vui, chứ mình nhìn chăng mình cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tự nhiên mình thấy giống như là nó niềm vui gì ngộ lắm nghe. À, có khi những đức trong phòng đi, những đức ví dụ như những đức tập dưỡng sinh á. A Di Đà
Hồi chưa cô Minh nhá, có cái thằng bị bệnh đau á, mình trên đây mình niệm Phật đi chung, nó dữ, nó làm gì không biết mà kinh khủng lắm, chắc ai chịu nó cũng không nổi nó luôn. Mà chắc nó viên kiếm hiệp thì sao, nó làm viên kiếm hiệp tự nhiên, thấy không rõ ràng không? Rồi xong chút nó làm dữ làm lên, chút nó trưởng xong cái làm nè, những đứa chịu hết nổi à, tại vì đứa ngồi trên cái mục giảng cô nhìn xuống thấy thằng này làm gì ghê vậy trời, mà nhìn mặt biết bệnh đau liền à, làm nó cự lắm, nhưng chút cái nó làm gì nè, mà đó cũng dẻo ghê nghe. Làm ngộ ghê á, chút cái nó chuyển qua môn võ công khác cô, tại vì nó có viên kiếm hiệp nhiều loại á, xong cái chuyển qua môn võ công là củ âm bạch cốt chảo á cô, nó làm gì nè, à vuốt qua, vuốt qua, vuốt qua cái nó chửi tới, mà sao mà nó chửi không trúng cái bà ngồi phía trước nghe, làm kinh khủng lắm kìa, làm qua làm lại một chút cái nào nó dùng cái môn võ công mà thái cực á cô, thái cực quyền á, cậu nó làm kinh khủng luôn, mình ngồi mình chịu hết nổi luôn, mà cô Minh thấy rõ ràng mà đúng không, làm quá trời luôn. À, thấy không? Mà ngộ cái người niệm Phật nó làm mình cũng mắc cười nữa. À, cái người đã vui mà mình nhìn vậy mình cũng thấy vui nữa mấy cô. Thôi chúc mấy cô vui vẻ nghe. Hay về đầu vào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để thử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, chúc mọi người coi những công đoạn này ai cũng có niềm vui, nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả chúng sanh ai cũng có niềm vui như chúng tôi, ai cũng hưởng được sự an lạc của Phật pháp, và cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở cực lạc nha. Ai với đầu Phật.